Đây là phần 2 của chương trình luật di trú và nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 16 tây của tháng 4 của năm 2018. Đầu của chương trình chiều tối nay thì Tuấn có gửi bản tin cho quý vị liên quan về cái trang nhà hoặc là cái website của Sở Di trú và cái sự thay đổi của cái website của Sở Di trú. Tóm tắt lại, cái thời điểm này quý vị có thể theo dõi cái hồ sơ của quý vị rất là chính xác trong cái website của quý vị, trong cái website của Sở Di trú. Cho nên tất cả cái hồ sơ nộp cho Sở Di trú, cho dù có đóng tiền hay là không đóng tiền thì Sở Di trú sẽ cấp cái biên lai. Nếu mà có đóng tiền thì cái biên lai nó sẽ thấy được cái số tiền đóng. Còn nếu mà xin miễn tiền mà không cần đóng tiền mà Sở Di trú chấp thuận thì người ta vẫn cho quý vị cái biên lai, cái số tiền là zero. Thì trong cái biên lai thì nó có cái case number mà quý vị có thể vào cái trang nhà của cái website của Sở Di trú để theo dõi cái hồ sơ của quý vị. Và cũng theo dõi, ước lượng theo dõi là thời cái hồ sơ Sở Di trú sẽ giải quyết bao lâu. Thì cái sự thay đổi đó trong cái trang nhà của Sở Di trú cho 4 cái hồ sơ, đó là hồ sơ nhập tịch, hồ sơ xin thẻ xanh, hồ sơ xin gia hạn thẻ xanh 10 năm và hồ sơ xin đổi thẻ xanh 2 năm qua 10 năm. Thì 4 cái hồ sơ đó thì Sở Di trú cho quý vị biết cũng giống như là tương đương rất là chính xác cái thời điểm nào, khoảng cái thời điểm nào hồ sơ có thể được giải quyết. Ngoài cái website của Sở Di trú thì đừng có quên là nó có hai cái website của Bộ Ngoại giao nữa. Một cái website là để cho cái trung tâm của Bộ Ngoại giao thôi, thì cái đó là travel.state.gov. Còn một cái website để cho quý vị theo dõi chính xác cái hồ sơ bảo lãnh của thân nhân ở ngoài nước Mỹ mà được đóng tiền hoặc chuẩn bị hồ sơ như thế nào, thì cái đó là cái website của cũng là Bộ Ngoại giao luôn, nhưng mà cái địa chỉ nó hơi khác một tí. Thì cái địa chỉ đó là ceac.state.gov, ceac.state.gov. Cho nên quý vị thấy ba cái website rất là thông dụng cho quý vị để quý vị có thể theo dõi hồ sơ. Một cái là USCIS của Sở Di trú, hai cái của Bộ Ngoại giao, travel.state.gov hoặc là ceac.state.gov. Kế tiếp thì Tuấn mời quý vị gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Một tí nữa thì Tuấn sẽ có cái visa bulletin của tháng 5 của năm 2018. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp. Dạ, xin mời dây kế tiếp lên tiếng đi ạ. Dạ, dạ cho tôi biết tên của ông đi ạ. Ok, nói chuyện trực tiếp với Tuấn qua điện thoại đi. Xin mời dây kế tiếp lên tiếng đi ạ. Rồi. Ok, cho Tuấn xin một dây kế tiếp nữa đi. Xin mời chú Chiêu ở Pennsylvania. Xin mời chú lên tiếng đi ạ. Ok, thưa quý vị, số điện thoại là 844-858-7000. Và bây giờ cho Tuấn mời cô Nhi ở Houston. Cô Nhi, welcome cho cái chương trình. Mời cô lên tiếng đi, cô Nhi. Cô Nhi ở Houston, xin mời cô lên tiếng đi, cô Nhi. Dạ, dạ xin chào luật sư. Dạ, em có bảo lãnh cho hai vợ chồng người em của em là 2007 đó. Nhưng mà bây giờ họ đã ly dị rồi. Và người em rể cũng đã kết hôn với người mới rồi. Nếu như bây giờ em gái em gặp người khác và kết hôn lại, thì có bổ túc hồ sơ cho cái hôn thú mới được không ạ? Dạ, xin luật sư. Dạ vâng. Và cho Tuấn hỏi thêm, có con với cái người yêu mới chưa? Dạ chưa, ba luật sư. Dạ vâng. Ok cô, ngoài câu hỏi này cô còn câu hỏi khác nữa không? Dạ, hết rồi, cảm ơn luật sư. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Thưa cô, đầu tiên đây là hồ sơ F4, hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em. 2007 nó chưa có tới nha cô, bây giờ đang mới tới có quyền phỏng vấn, hồ sơ của tháng 10 của năm 2004 thôi. Cái đó đầu tiên. Cái thứ nhì là hoàn cảnh gia đình người ta thay đổi rồi. Nếu mà em gái đã ly dị rồi thì bây giờ bổ sung cái ly dị. Và nếu mà em gái có người yêu mà người yêu đó muốn kết hôn với người em gái và sẽ kết hôn, thì nhớ rằng là khi kết hôn phải chú ý vào, phải chú ý vào cái vấn đề là chính thức là vợ chồng ăn ở với nhau. Cho nên coi chừng cái phần này nữa. Là coi chừng là có thể sau này cái lãnh sự quán lo sợ đây là hồ sơ ghép. Đó. Đầu chương trình chúng ta có một cái câu hỏi tương đương giống như vậy.
Tuấn không có đề cập cái phần này vì cái lý do người ta đã có con chung. Nhưng mà đây nếu mà người em gái có ly dị rồi và bây giờ có người yêu rồi sắp sửa kết hôn mà chưa có con chung, thì ngoài cái vấn đề kết hôn, chú ý về cái vấn đề chứng cơ nợ sống chung. Chứ nếu mà không có chú ý vào cái đó thì sau này khi phỏng vấn coi chừng cái lãnh sự quán nghi ngờ ghép. Nhưng mà nếu mà kết hôn thì người chồng mới có quyền được ăn theo qua cái hồ sơ của chị em bảo lãnh. Cho nên nếu mà thật sự ăn ở sống chung thì nên tái kết hôn rồi bổ sung luôn. Cho nên bổ sung cái gì? Ly dị và có thể là cái hôn thú thứ nhì với cái khai sanh của người chồng sau này. Thì cái thời gian không có chậm trễ gì hết, cũng phải chờ thêm khoảng 3-4 năm nữa. Cảm ơn cô Nhi ở Houston rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời chú Nguyen ở Garland, Texas. Xin mời chú Nguyen lên tiếng đi chú. Chú Nguyen ở Garland, Texas. Xin mời chú lên tiếng đi ạ. Dạ, bây giờ xin lỗi chị hỏi thăm. Chị hỏi thăm tôi hiện nay tôi có thể sanh 19 năm á. 10 năm rồi, chắc là hạn chế chính vụ quốc tịch được không? Ok, cho tôi hỏi chú có thể sanh được bao lâu, tôi nghe không có rõ chú. Hả? Chú có thể sanh được bao lâu rồi chú? Chú Nguyen... sắp 10 năm rồi, chú đổi 2 lần rồi. Dạ vâng, chú qua đi năm nào? Chính xác hơn đi, chú qua đi năm nào chú Nguyen? Năm 2001. Ok, chú qua năm 2001 theo diện gì chú? Anh em bảo lãnh. Theo hồ sơ anh em bảo lãnh. Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Hiện nay tôi 60 tuổi. Tại tôi về non, tại tôi có tỉnh, bây giờ tôi về non, dạ, vâng. Ok, cảm ơn chú rất là nhiều. Chú còn câu hỏi gì cho tôi không? Dạ vâng, thôi cảm ơn chú. Chú cúp điện thoại đi rồi tôi sẽ trả lời cho chú. Thưa chú và thưa tất cả quý vị, đặt câu hỏi với tôi rất đơn giản thôi. Khi gọi vào rồi vặn nhỏ cái TV, đi thẳng vào cái chi tiết. Chi tiết của chú là như thế này, chú 60 tuổi, chú qua đây năm 2001 theo hồ sơ anh chị em. Chú muốn vào quốc tịch thì cái điều kiện của chú rất đơn giản thôi. Chú năm nay hơn 50 tuổi rồi, chú có thẻ xanh từ năm 2001 cho tới bây giờ là 17 năm rồi. Chú trên 55 tuổi, trên 55 tuổi có thẻ xanh trên 15 năm, thì chú có quyền nộp hồ sơ xin quốc tịch và miễn thi tiếng Anh, mà có quyền thi qua người thông dịch tiếng Việt cho chú. Cho nên chú rơi vào cái trường hợp là trường hợp 70, 55 tuổi trở lên có thẻ xanh trên 15 năm, thì chú có quyền nộp hồ sơ xin quốc tịch. Và khi sở hữu chú ở Irvine mời chú đi phỏng vấn thì chú có quyền mang theo người thông dịch không phải là bà con của chú để thông dịch cho chú. Chú được miễn ăn văn nha, nhưng mà chú vẫn học lịch sử Hoa Kỳ bằng tiếng Việt. Cảm ơn chú Nguyen ở Garland rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời cô Nhiệm. Cô Nhiệm ở thành phố Seattle, Washington. Cô Nhiệm ở Seattle, Washington, mời cô tắt cái TV đi và đặt trực tiếp câu hỏi qua điện thoại đi cô Nhiệm. Hello. Mời cô trình bày đi cô. Dạ, tôi trình bày hả? Dạ vâng, tôi chỉ nghe được một người nói thôi. Một là cô, hai là TV. Mời cô Nhiệm đặt câu hỏi đi cô. Dạ. Mời cô trình bày đi cô Nhiệm. Bảo lãnh con trai đó từ năm 2010. Dạ vâng. Bây giờ họ đã ấy tới đâu rồi mà những cái hồ sơ mà của ở đây bảo lãnh đã bị tới đây bị mất cái xe đó, thành ra mất hết tới cái giấy tờ. Rồi bây giờ tôi phải làm sao? Dạ vâng. Cho tôi hỏi cô có quốc tịch chưa? Dạ thưa, có quốc tịch rồi ạ. Dạ vâng. Con trai của cô có gia đình phải không? Dạ thưa vâng ạ, có gia đình ạ. Dạ vâng, cho nên cô nộp hồ sơ năm 2010 có quốc tịch bảo lãnh cho con trai năm 2010 và lúc đó con trai đã có gia đình rồi phải không ạ? Cô có nhận có được Dạ vâng, cô nhận được biên lai của sở hữu chú lúc đó ha, và cô có nhận được cái giấy chấp thuận của sở hữu chú chưa? Dạ thưa, nhận rồi ạ. Bắt đầu họ gửi đây, họ nói là mình phải bổ túc làm sao là chứng minh được rồi, nó là con đó rồi, có giấy tờ rồi, họ nhận rồi, họ nói họ chấp nhận rồi ạ.
Dạ vâng. Rồi bây giờ cô không tìm ra tất cả những cái giấy tờ gì đó hết hả? Vâng. Dạ vâng. Cảm ơn cô Nhiệm rất là nhiều. Cô có thể cúp điện thoại và bật lớn cái tivi lại rồi tôi sẽ cố gắng trả lời cho cô. À, thưa cô, hồ sơ của cô là quốc tịch bảo lãnh cho con đã lập gia đình thì cái đó là hồ sơ ưu tiên 3. Ưu tiên 3 người ta mới có quyền phỏng vấn hồ sơ của năm 2006 thôi. Hồ sơ năm 2010 nó chưa kêu và chưa có quyền phỏng vấn nha. Nào, nếu mà cô mất được cái giấy tờ của sở di trú thì cô có khai cách để cho cô có thể truy ra cái case number hoặc là cái receipt number của sở di trú. À, nếu mà cô có người luật sư đại diện cho cô thì lúc nào cô cũng có thể liên lạc với cái người luật sư đó để người ta cung cấp cho cô. Tại vì giấy tờ của sở di trú nó gửi về cho luật sư và thân chủ của luật sư nếu mà cô có luật sư đại diện. Còn nếu mà không thì cô phải gọi cho sở di trú. Thì lát nữa Tuấn sẽ có cái số điện thoại trong cái screen cho cô, cái số điện thoại của sở di trú là số toll free. Nếu mà cô gọi không được thì cô phải lấy cái hẹn trong cái website của sở di trú. Trong cái website của sở di trú đó là uscis.gov. Rồi cô phải lên sở di trú hỏi cái chi tiết rồi người ta mới cho cô cái case number. Đó, thì hai phương cách. Một là gọi cho sở di trú. Ngay bây giờ Tuấn không nhớ cái số đó. Nhưng mà cái phương cách thứ nhì là lên trực tiếp với sở di trú nói chuyện với người ta. Thì cái website của sở di trú để lấy hẹn để lên nói chuyện là uscis.gov. Lát nữa thì Tuấn cho cô cái số điện thoại của sở di trú. Cảm ơn cô Nhiệm rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời chị Kim ở tiểu bang Georgia. Xin mời chị Kim lên tiếng đi chị Kim. Dạ, dạ tôi có câu hỏi là tôi bảo lãnh anh em năm 1998. Mà tới năm 2010 thì tôi bị một cái tình trạng là ở bên này tôi bị mất nhà. Và ở Việt Nam thì gia đình tôi cũng bị đuổi nhà nữa. Cho nên sau đó tới năm 2012 tôi có theo dõi hỏi chương trình thì họ nói là hồ sơ đã terminate. Tôi không biết là bây giờ phải làm sao. Dạ vâng. À, cho tôi hỏi hồ sơ cô nộp năm 98 có bao giờ sở di trú nó chấp thuận lần nào chưa? Dạ có, tôi vẫn có tiếp tục theo dõi cho đến năm 2009 thì tôi có đóng một hồ sơ là đóng tiền 684 rồi nữa. Bởi vì tôi có hai người, một người anh, một người em, hai hồ sơ tôi nộp lường liền quốc. Nhưng mà sau đó rồi thì tôi không thấy là gọi đi phỏng vấn. Dạ vâng. Rồi cũng không thấy gì hết. Dạ vâng. Cảm ơn cô Kim rất là nhiều. Cô có thể cúp điện thoại được rồi và bật lớn cái volume của TV để cho tôi trình bày cho cô. Dạ. Thưa cô, khi cô trình bày cái chi tiết như vậy thì nó là cái sự lo lắng rất là nhiều cho cái trường hợp của gia đình của cô. Đầu tiên, nếu mà sở di trú đã chấp thuận cái hồ sơ rồi mà cái hồ sơ này cô làm từ năm 1998 là 20 năm rồi cô. Đó. Cho nên cái hồ sơ này đó là đã có quyền phỏng vấn lâu rồi. Tại vì nếu mà lát nữa quý vị theo dõi cái visa bulletin thì người ta đang có quyền phỏng vấn hồ sơ năm 2004. Hồ sơ năm 98 đã có quyền phỏng vấn lâu lắm rồi. Đó. Mà khi mà mình không tiếp tục cái thủ tục với Bộ Ngoại giao rồi Bộ Ngoại giao gửi cái thông báo cho cô cho dù lúc đó cô thay đổi địa chỉ hoặc là hoàn cảnh kinh tế của cô như thế nào, thì khi cô không có làm gì trong vòng một năm thì Bộ Ngoại giao chấm dứt cái hồ sơ bảo lãnh luôn. Nghĩa là có thể bị mất hết luôn. Không còn hồ sơ tại mình không có tiếp tục cái hồ sơ sau khi người ta thông báo một năm. Thì nếu mà trong cái hoàn cảnh đó thì phải bắt đầu lại từ đầu mười mấy năm cho tới 20 năm. Đó. Liên lạc với một luật sư để xem những cái chi tiết có giống như vậy hay không. Để xem có cách nào người ta có thể thiếu nại để mở lại hồ sơ hay không cô. Nhưng mà qua cái sự trình bày của cô thì tôi thấy nó không có êm cho tình trạng gia đình của cô. Cảm ơn cô Kim ở Georgia rất là nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái visa bulletin của tháng 5 của năm 2018. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 5 năm 2018. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi,
đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 4 năm 2011. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 6 năm 2016. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 5 năm 2011. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 2 năm 2006. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 10 năm 2004. Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 5 năm 2018. Và tiếp tục đường dây điện thoại cho Tuấn Sim, đường dây kế tiếp là chú Chiêu ở Eastern Pennsylvania. Xin mời chú Chiêu lên tiếng đi, chú Chiêu. Chú Chiêu ở Eastern Pennsylvania, xin mời chú lên tiếng đi, chú. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình trên đài truyền hình của Việt TV. Và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây kế tiếp. Xin mời đường dây kế tiếp lên tiếng đi ạ. À, tôi xin hỏi tôi bảo lãnh cho con gái tôi là luật sư. Dạ vâng, cho tôi biết tên của quý vị đi. Tôi bảo lãnh cho con gái tôi là năm 2006, mà tới nay là 20 năm, 12 năm rồi. Dạ vâng. Tháng mấy của năm 2006, chú Chiêu? Chú Chiêu, tháng mấy của năm 2006, chú? Ok, chú Chiêu, tôi sẽ drop điện thoại của chú nha. Thưa quý vị, khi quý vị gọi vào rồi, quý vị phải nghe cái điện thoại chứ không phải là cái TV nha. Cho nên chú Chiêu gọi lại chương trình sau. Cảm ơn chú rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp, đó là cô Triều ở Houston. Xin mời cô Triều Houston lên tiếng đi ạ. Dạ, xin chào luật sư Tuấn. Dạ vâng. Em tên là Triều, em có câu hỏi. Ba em là thường trú nhân, có thẻ xanh, có làm giấy bảo lãnh cho em của em là độc thân trên 21 tuổi. Mà em chưa có nhận được cái giấy approved của sở di trú. Nhưng mà khi em check lên website của sở di trú thì em thấy là sở di trú đều là đã đã được approve rồi, mà em chưa có nhận được cái mail gửi về nhà đó. Thì như vậy thì có vấn đề gì không thưa luật sư? Dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Hồ sơ làm từ hồi nào vậy chị, cô Triều? Ba cô dạ, nộp hồ sơ từ tháng 5. Tháng 5 2015. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Và Tuấn sẽ cố gắng trả lời cho cô. Thưa cô Triều, nếu mà hồ sơ nộp tháng 5 của năm 2015, phần trăm cao là cô chỉ mới nhận được cái biên lai thôi. Chứ sở di trú nó chưa có duyệt cô, phần trăm cao. Phần trăm rất là cao là sở di trú nó chưa có duyệt. Đó. Nhưng mà trở lại cái đề tài ngày hôm nay, nếu mà cô vào cái website đó, thì nếu mà sở di trú đã duyệt rồi, đã chấp thuận rồi, đó, mà cô không nhận được giấy chấp thuận á, mà nếu người em ở Việt Nam á, thì cô không cần giấy chấp thuận, thì đi thêm một bước nữa thì email cho cái trung tâm visa, đó, thì email cho trung tâm visa hoặc là gọi cho trung tâm visa để xem trung tâm visa có nhận được cái hồ sơ mà sở di trú đã chấp thuận chưa. Đó. Cho nên đó là những cái cách mà Tuấn cố gắng hôm nay muốn trình bày cho quý vị để quý vị có thể theo dõi cái hồ sơ của quý vị. Còn nếu mà nó chưa có chấp thuận mà sở di trú nói hồ sơ này mới nhận được thôi, thì chị có thể theo dõi là cái trung tâm của sở di trú đã giải quyết hồ sơ thứ tự thời điểm nào. Thì cái đó nó nằm trong cái website của sở di trú. Tất cả những cái này nó trong cái website hết đó. Còn trở lại với một cái câu hỏi của một quý vị là quý vị nhớ rằng là nếu mà quý vị không có một quý vị hỏi là nếu mà tôi mất cái giấy chấp thuận thì làm sao tôi liên lạc với sở hữu chú, thì đây là cái số điện thoại của sở hữu chú 1-800-375-5283, 1-800-375-5283. Còn trở lại với cô Triều, cô cũng có thể gọi cái số này cho sở hữu chú để xem sở hữu chú nó có chấp thuận chưa. Nhưng mà khi mỗi lần gọi cho sở hữu chú nó rất là công lao,
chờ rất là lâu, cho nên thường thường check online là dễ nhất. Cảm ơn cô Triều và cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Chiều tối nay là ngày 16 tây của tháng 4 của năm 2018. Nhắc nhở sơ qua cho quý vị thôi là thứ năm, mỗi thứ năm rơi vào 6 giờ chiều thì chương trình Lọt Di Trú và Nhập Tịch cũng tới quý vị qua làn sóng của Việt Radio 1560 AM. Thì cái đó rơi vào ngày thứ năm lúc 6 giờ chiều. Rất là chân thành cảm ơn quý vị và xin chúc cho quý vị một buổi tối và một tuần rất là hạnh phúc, và tạm hẹn quý vị vào chiều tối ngày thứ hai tuần sau. Xin kính chào.